người ở tỉnh thất bồng lai lừa dối cả thiên hạ lâu nay họ lừa dối cả thiên hạ mọi chuyện được công an phơi bày ai cũng bất ngờ trưởng ấp lập thành nói trao đổi với dinh về hoạt động của tỉnh thất bồng lai ông lê văn bích trưởng ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an cho biết bà cao thị cúc 60 tuổi ngụ huyện cần đức ông lê tùng vân ngụ thành phố hồ chí minh cùng nhiều người khác đến cư trú tại địa phương gần 10 năm trước nhà chức trách xác định bà cúc là người mua lại nhà đất có diện tích gần hai nghìn mét vuông để sống và tu tại gia sau đó ông lê tùng vân cùng một số người đến đây ở và lấy tên là tỉnh thất bồng lai Năm 2019, khi ông đi điều tra nhân khẩu để làm thủ tục tạm trú tạm vắng, hộ bà Cúc có hơn 20 người sinh sống. Tai tiếng ở tỉnh thức này bắt đầu xảy ra khi ông Lê Tùng Vân lên mạng xã hội thông báo có hoa ưu đàm xuất hiện, lôi kéo nhiều người tò mò đến xem, quay phim và chụp ảnh. Cuối năm 2019, một cô gái 22 tuổi bỏ nhà đến nơi đây ở. Gia đình cô gái nhiều lần đến tìm và xảy ra xô xát với những người trong tỉnh thức. Công an xã Hòa Khánh Tây đã đến làm việc và lập biên bản. Cô gái 22 tuổi được trả về gia đình. Theo ông Bích, những người trong tỉnh thức bồng lai sống rất bí ẩn cánh cổng luôn đóng kín và không một ai biết điều gì đang xảy ra bên trong trước đây cổng căn nhà có chuông sau này họ cắt chuông nên mỗi lần tôi đến liên hệ rất khó khăn tôi phải dùng tay đập mạnh vào cửa nhiều lúc muốn đến tỉnh thức làm việc tôi phải gọi điện thoại để họ xếp lịch ông bích nói cũng theo ông bích thời gian qua chính quyền địa phương đã đến tỉnh thức vận động được hai em nhỏ đến trường ba trường hợp khác cũng đang được vận động cho đi học mẫu giáo hơn một tháng trước một người đàn ông từ cam khu chia ghé thăm tỉnh thức bồng lai cho quà từ thiện cơ quan chức năng nghi ông này mắc covid 19 nên vận động những người trong tỉnh thức đi cách ly Tuy nhiên, công an vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ những người trong tỉnh thất, cơ quan chức năng phải điều cháu nghiệp vụ đến, sau đó 17 người tại đây được đi cách ly 14 ngày. Khi trở về, họ càng sống khép kín hơn, người lạ không được phép vào tỉnh thất Bồng Lai, nhà hảo tâm đem quà từ thiện đến cũng không được đón tiếp. Vì trưởng ấp cũng cho biết, tối ngày 22 tháng 9, công an tỉnh Long An xác định những người sống trong tỉnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống, 6 em bé đang ở cùng mẹ ruột, không phải trẻ mồ côi. Lúc này, người dân địa phương mới biết sự thật, lâu nay họ lừa dối cả thiên hạ, mọi chuyện được công an phơi bày ai cũng bất ngờ họ lợi dụng lòng thương xót của mọi người để trục lợi ông bích nói liên quan vụ việc công an xã hòa khánh tây cũng đã có văn bản mời bà cao thị cúc lên cơ quan điều tra làm việc